Tính hàng lại lên thì mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016 đã bắt đầu khởi động với rất nhiều hoạt động, chương trình tư vấn hướng nghiệp thu hút rất nhiều sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Và năm nay là năm thứ hai liên tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng một kỳ thi chung cho hai mục đích là tốt nghiệp phổ thông trung học và xét tuyển đại học. Và vẫn còn rất nhiều những lo lắng của không ít các học sinh và phụ huynh trong việc chọn trường, chọn ngành cũng như những thay đổi về quy chế thi năm nay. Và sau đây là những ghi nhận của chúng tôi về ngày tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp đại học cao đẳng vừa mới diễn ra. Đây là không khí nhộn nhịp mà chúng tôi ghi nhận được tại ngày tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Cao đẳng năm 2016, được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua, với sự tham gia của khoảng 30.000 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Qua trò chuyện với một số bạn, điều mà chúng tôi dễ dàng nhận thấy là tâm lý lo lắng của các bạn về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới, vì đây chỉ mới là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng việc gộp hai kỳ thi lớn với mục đích tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển Đại học Cao đẳng, cũng như sẽ có rất nhiều những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay so với năm tổ chức đầu tiên. Và đứng trước ngưỡng cửa quan trọng này, liệu có bao nhiêu bạn học sinh biết rõ mình muốn làm gì và đâu là công việc phù hợp với năng lực của bản thân? Mình tính là sẽ thi vào trường nông lâm. Em thích về tự nhiên, cây cối, rồi động vật hơn là mấy cái ngành về kinh tế, tài chính, sư phạm. Năm nay mình tính thi vào ngành báo chí hoặc là quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Thì thực ra là mình rất thích làm báo, cho nên là việc đi đúng chuyên ngành sẽ khiến cho mình có nhiều kỹ năng hơn so với những bạn không có xác định được trước. Theo thống kê của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, tính tới quý 3 năm 2015, cả nước có hơn 1.128.000 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Trong đó, số cử nhân thạc sĩ thất nghiệp trên cả nước là khoảng 225.000 người, tăng 26.000 người so với quý 2 cùng năm. Nhận định về tình trạng thất nghiệp này, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Lao động Xã hội cho biết, nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao và có xu hướng tăng. Cùng với sự phát triển của xã hội, hầu hết mọi ngành nghề đều có sự thay đổi. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện, việc chọn nghề không chỉ đơn giản như trước đây, mà cần phải tìm hiểu kỹ những yêu cầu về trình độ, tính cách, năng lực mà nghề đòi hỏi và đối chiếu với khả năng của bản thân. Muốn vậy, trước khi chọn nghề, học sinh cần phải được định hướng nghề. Đối với trường Đại học Bách khoa, chúng tôi nhấn mạnh cái việc là sau khi các em tốt nghiệp phổ thông rồi, các em chọn ngành đó có phù hợp với lại cái định hướng, cái mong muốn, cái sở thích, cái định hướng tương lai của em hay không. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, tôi giới thiệu với các em học sinh là các cái quá trình học tập, các điều kiện học tập ở đây để làm sao mà khi các em chuyển vào môi trường mới, các em có thể thích nghi được. Các em có đủ cái bản lĩnh để theo học được và đồng thời là cũng tham gia cái môi trường học tập mới. Không thể phủ nhận các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đã một phần nào đó giúp cho các bạn học sinh giải đáp được những thắc mắc về ngành nghề trong tương lai. Tuy nhiên, với cách thức tổ chức và xét tuyển của kỳ thi năm 2015 thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng dường như các thí sinh vẫn đang thiên về phía hướng trường nhiều hơn là hướng nghiệp, chọn trường nhiều hơn là chọn ngành. Với cái cách mà đề thi năm ngoái đó là kiểu như là các trường để ý coi là trong một trường á là các điểm khác biệt giữa các ngành á nó rất là nhỏ, và chẳng hạn là cái trường mà nó uy tín á thì điểm nó cao, còn những cái trường mà kiểu như uy tín thấp á thì nó thấp. Đó là cái lý do mà nhiều người nghĩ rằng á là với cái cách năm ngoái là người ta khuyến khích là chọn trường hơn là chọn ngành. Thì bây giờ này nè, cá nhân tôi nghĩ rằng cái nào là tốt, cái nào là xấu. Thực sự là tôi nghĩ rằng cần phải chọn cả hai, cả ngành, cả trường. Nhưng mà ngay cả kiểu như là khi mà các bạn mà chọn ngành mà lỡ có sai thì cũng không sao. Bởi vì sau này vẫn có thể sửa được. Tôi cứ nói cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thì như vậy, cái con đường mà phải là cái ngành này là tôi nghĩ rằng chắc là rất là nhiều sinh viên người ta còn lúng túng lắm. Cái quan trọng chọn trường nó có một cái ưu điểm là như này, là nếu mà mình chọn trường tốt thì mình học chung với những cái người mà cũng tốt, cũng giỏi, và sau này mình sẽ xây dựng cái quan hệ với những người đó, và những người mình học chung với những người giỏi thì là cái cơ hội mình phát triển lên nó sẽ tốt. Nhưng mà tôi đồng ý là cũng phải cân nhắc cả cái gọi là cái ngành và cái vấn đề là cái năng lực, cái khả năng. Hướng nghiệp không chỉ đơn giản là chọn trường, chọn ngành,
mà đó còn là công việc giúp các em mưu sinh và khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Các trường đại học cũng cần cung cấp những thông tin trung thực để phụ huynh và các học sinh tham khảo, tránh mục đích quảng bá lấy thương hiệu. Ở đây các em, quý khán giả cũng có thể thấy được rằng là đối với trường Đại học Bách Khoa, chúng tôi lập ra các cái gian hàng không phải chỉ thuần túy là tư vấn về giấy tờ sổ sách, mà chúng tôi có sản phẩm cụ thể giới thiệu đến các em. Nhiều ngành cơ khí thì các em cũng thấy là có những cái sản phẩm về cơ khí, ngành vật liệu có sản phẩm vật liệu, ngành kiến trúc có sản phẩm kiến trúc. Thì mục đích là để cho các em học sinh nhìn thấy sản phẩm đó là biết rằng là mình thích hay không. Theo mình thì nghề báo ngoài những kiến thức chuyên môn ra thì chúng ta những người làm báo cần phải rất là năng động và phải trau dồi thêm về kỹ năng mềm như là giao tiếp với quan và đặc biệt là vào cái hội nhập ASEAN hiện nay thì chúng ta phải trao tiếp về ngoại ngữ rất là nhiều, trau dồi liên tục. Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2016 mà Bộ Giáo dục vừa công bố, đó là mỗi thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có 4 nguyện vọng trong đợt xét tuyển đầu tiên. Cụ thể, các thí sinh sẽ được đăng ký vào 2 trường khác nhau, mỗi trường không quá 2 ngành. Thời gian đợt xét tuyển đầu tiên kéo dài 12 ngày thay vì 20 ngày như trước đây. Tuy nhiên, thí sinh sẽ không được thay đổi ngành sau khi đã đăng ký. Điều này nhằm tránh trường hợp rút nộp hồ sơ gây hỗn loạn như kỳ tuyển sinh năm 2015. Theo cái tính toán của tôi là có lẽ là năm nay cái điểm vào các trường có khả năng là sẽ thấp hơn một chút. Lý do tại vì nó có nhiều cái bất trắc hơn thì nó sẽ làm cho kiểu như là cái điểm trung bình vào những cái trường cao là nó sẽ thấp xuống. Một số em kiểu như điểm cũng khá khá mà người ta ngại không dám nộp vào trường cao thì người ta sẽ quay sang những cái trường mà thấp dưới. Do đó là những cái trường top dưới người ta có khả năng là sẽ điểm nó sẽ đẩy lên một chút. Ngoài ra, năm nay thí sinh sẽ không trực tiếp đăng ký xét tuyển tại các trường đại học cao đẳng như trước. Thay vào đó, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến. Lý giải về điều này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, một trong những nguyên nhân gây ra bất cập trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2015 là do tâm lý của thí sinh và phụ huynh đều muốn đến trường nộp hồ sơ trực tiếp cho yên tâm. Tuy nhiên, điều này lại gây ra tình trạng lộn xộn không cần thiết ở một số trường. Vì vậy, để khắc phục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra phương án như trên.